told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tý Long Lớp. Là tôi là Tý Long, huấn luyện viên kiện tướng quốc gia. Và hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn một dụng cụ tập luyện giúp các bạn có thể tự tập tại nhà một cách rất là dễ dàng, phù hợp cho mọi lứa tuổi, mọi giới tính. Và với dụng cụ bóng treo dây với thiết kế là được sản xuất từ chất liệu nhựa cao cấp và ở trên có hai đầu cao su giúp cho các bạn có thể gắn trên bức tường, gắn trên cái thành cửa, hoặc các bạn có thể treo trên những cái cây sắt, cây nhựa. Và khi tập luyện các bạn chỉ cần kéo cái quả bóng xuống, kéo rồi các bạn đo với cái độ cao phù hợp với kỹ thuật tập luyện của mình. Và sau khi tập luyện các bạn có thể xoay cái nút để giúp thu dây lên. Đây là sản phẩm tâm huyết của tôi, có thể giúp cho những người mới chơi có thể hình thành cái nhịp đánh một cách dễ dàng nhất. Và giúp cho những người đang bị mất nhịp có thể sửa lỗi nhịp và giúp cho chờ bóng tốt hơn và tăng cái hiệu quả trong thi đấu. Và ngoài ra, tôi còn tặng cho các bạn là hai cây vợt nhựa giúp cho trẻ em là có thể sử dụng để tập luyện. Và tôi tặng kèm theo 3 cái quả bóng thay thế. Và những cái quả bóng này đạt chất lượng tiêu chuẩn thi đấu quốc tế. Các huấn luyện viên có thể dùng dụng cụ này hướng dẫn cho các học viên tập luyện kỹ thuật cơ bản rất tốt.
ba, good, faster, ba, very fast, good, very fast, ba, 1, 2, 3, focus, 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 good, nice. Nếu các bạn có nhu cầu về dụng cụ tập luyện này, các bạn có thể nhắn tin cho tôi qua số điện thoại. Tôi có thể tư vấn cho các bạn một cách kỹ càng nhất và tôi có thể ship đến tận nhà các bạn. Và kính mong cô chú anh chị xin hãy ủng hộ tôi. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Xin hẹn gặp lại mọi người những video hướng dẫn tiếp theo. Bye bye.